Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn một sản phẩm, đó là chiếc máy băm thái đa năng sử dụng động cơ 5.5 HP. Bây giờ chúng tôi sẽ test chiếc máy này cho các bạn xem. Đầu tiên thì ta sẽ mở công tắc, đóng e gió và giật nổ. Sau đó ta sẽ mở e gió lên. Chúng ta điều khiển cần ga sao cho máy hoạt động êm. Khi đã đủ vòng tua, chúng ta sẽ cho nguyên liệu vào. Đầu tiên chúng tôi sẽ test cây chuối cho các bạn coi. Chúng ta đưa cây chuối vào từ điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ test một số nguyên liệu như rau bèo, giọt mùng. Đây là sản phẩm cây giọt mùng. Ta có thể băm thái cho heo ăn. Và đây là rau muống. Chiếc máy băm thái đa năng sử dụng động cơ xăng 5.5 HP có thể băm được rất nhiều nguyên liệu. Là như thế nào nhé? Sản phẩm được băm rất là nhuyễn và nhỏ, có thể dùng cho heo, gà, bò, trâu. Nếu các bạn có nhu cầu về sản phẩm này, hãy đến với chúng tôi tại 354 Bình Long, phường Phú Tổ Hòa, quận Tân Phú, hoặc liên hệ đặt hàng sản phẩm qua số điện thoại bên dưới video. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.